Gà mía đường Lâm Sơn Tây lại là một món nhất định phải thử mọi người ạ. À. Mà chấm cùng với cái sốt chấm thần thánh thì lại càng đỉnh của đỉnh. Một ngày trời đẹp tự nhiên thèm thịt gà. Đi qua đền và chính là con đường dẫn đến đường Lâm để mua gà mía về ăn. À đoạn này có cái đôi thông đẹp lắm mọi người, ai về Sơn Tây chơi thì có thể tham khảo nha. Nhưng mà nghe nói đợt này mọi người toàn đổ dồn lên ba vì để ngắm hoa dã quỳ đúng không? Đường Lâm cũng có luôn ở cái vườn hoa đường Lâm ấy, đầy đây này. Nhưng mà xin lỗi hôm nay mục đích của mình chỉ là đi mua gà mía thôi nên là mình không review thêm gì cả. Thôi thì cũng hơi ngu ngơ nên là cứ vào chợ mía xem xét đã. Nhưng mà vào chợ mía thì lại phải ăn cái gì đấy trời sẽ xét lạnh như thế này làm bát cháu lòng là ấm lòng ấm ra nhưng mà ôi thôi toang rồi mình đã nhìn thấy cái mùi toang rồi mình quên bảo cô là cháu không ăn giá và đã xuất hiện những chiếc giá ở đây thôi thì đành gạt sang một bên và thưởng thức những cái khác vậy may là còn ít giá đấy chứ không như bát phở toàn giá là toang chắc ngồi nhật cả buổi sáng mất thôi ô cháu lòng ở đây cô nấu động vị ghê cũng đủ cả rồi cả lòng non và hơi nóng nha ôi thì ăn cháo cứ phải ăn dần dần từ mép vào mình đây xúc phát ở giữa thế là bỏng quá nghĩ mà nó sướng trời lạnh như thế này có bát cháo lòng ăn đúng là phê thế mà đứa em mình nó vẫn cứ nhất quyết ăn bún cá ở đây mình chịu ơi ờ, thì chính là cái quán lần trước mình đến ăn rồi đây nhưng mà lần này mình ăn cháo chứ không ăn bún còn đứa em mình thì vẫn một lòng một dạ với bún cá xong xuôi thì được bác chủ quán giới thiệu cho chỗ bán gà thế là xách được một con gà về nhà rơi ơi ờ, thì tranh thủ ngắm chút người trên núi ba vì đang ngắm hoa dã quỳ này người trên núi kia kìa mọi người gà về đến nhà thì mình rửa sạch và cho đi luộc luôn trong lúc đó thì mình quay ra làm sốt chấm thần thánh một muỗng muối hạt hai muỗng đường thêm vào đó là một thìa tiêu cho thơm thực ra cái sốt này thì mọi người có thể xay được mà chỉ là mình thích ăn mấy cái hạt muối mấy cái hạt đường nó sần sật nên là mình quyết định là dã đấy cho thêm nước tắc cho thơm à cũng không phải chút đâu cho lấy mấy quả vào mọi người nha để còn có cái vị chua nó đồng đều với vị ngọt và mặn lần này thì mình sẽ làm ớt xanh chứ không phải là ớt đỏ như mấy lần trước nữa thêm một thứ thơm cực kỳ thơm đó chính là lá chanh lại một thứ béo cực kỳ ngậy và ngọt đó chính là sữa đặc cái đó là dã thật nhuyễn và đều chúng nó ra thôi và chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp sánh quyện và đặc như thế này mình không xay nên là vẫn còn cái hạt là hạt li ti đấy xong cái sốt này thì quay ra gà cũng vừa chín tới à không hình như là mình luộc hơi quá đấy mọi người ạ à. thôi lần đầu ăn tạm mà giờ này cũng chưa rồi đói lắm rồi con gà mái này mình chọn thì ra nó không không được vàng cho lắm, nhưng mà nhìn phần thịt thì vẫn ngon lắm thử cái đùi trước nha. Đó chấm đẫm với cái sốt xanh, cái đó là có thể ăn ngon lành rồi. Theo mình thấy thì cái da nó giòn lắm này. Mặc dù là mình luộc hơi lâu một xíu nhưng mà cái thịt nó không bị bã đâu. Vẫn có độ dai vừa phải nha. Ăn nguyên cả cái đùi nó phải cô là đã. Kể ra là mấy cái gà rán gà chiên ăn cũng hay ho, nhưng mà sao thật thịt bằng cái gà luộc đúng không nào? Đã thấy cái gà luộc nó còn nấu nhanh nữa. Thế nên là bất kỳ khi nào được ném cho một con gà thì mình cũng sẽ chọn phương pháp luộc mà thôi. Không chỉ phần đùi, phần ức gà ăn cũng ngon lắm nè. Đấy xé miếng ra xong rồi chấm cái sốt ôi rồi ôi luôn đúng là từ khi học được cái sốt này thì nhà có gà luộc thì nhất định phải là nó và rất ít khi mình chấm gà muối chanh lại nữa thơm nhất là cái vị lá chanh của cái sốt này lại có vị sữa đặc bùi bùi ngây ngậy bảo sao nó cuốn miệng cái hành động xé gà tới tấp thế kia là biết rồi đúng không đấy một buổi trưa mát trời ngồi ăn nguyên một con gà thế này bảo khổ thì lại là nói điêu rồi mặc dù là cái phần đùi cũng ngon nhưng mà đợt này mình cứ bị nghiền cái phần ức gà hồi trước không thích cái phần thịt trắng này đâu nhìn nó cứ bệt bệt giờ thì thấy nó vừa xé dễ xong sợi gà nó còn tơi nữa quyện thêm hai ba lần chấm cái vị sốt không phải nói gì thì nữa hết bài hết bài luôn phải công nhận là gà mía chất lượng đấy mọi người ạ à. xem đến đây thì nhớ follow kênh mình nha.